Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bên đây tao lao chào đào Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là sân cầu tre Quyền Thoại, hẻm 139 đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu kèo đầu dò ổi. Cầu thủ đến từ Tây Ninh gặp gỡ bác sĩ. Bóng tốt, hai bên phấp vào đầu. 3-0 nghiêng về cho bác sĩ. Ba không. Kèo đầu dò solo ổi phát bằng đầu. 3-0. Bóng ra ngoài. Có thể nói bác sĩ cái lưng cơ lưng quá tuyệt vời. Phát bóng ra ngoài luôn. 1-3. Quá ghê cho bác sĩ. 4-1. Vô hàng và vô hàng. 4 ra ngoài. 2-4. Không thể đùa giỡn với cao thủ Tây Ninh được. Tây Ninh là quê hương của Lâm Chí Bàn, Tấn An, Vũ Phong, Tài Súng, Tý Dương Minh Châu. Bóng ra ngoài. 3-4. 3-4. Bóng ra ngoài. 4-4. Không thể đùa giỡn với cao thủ Tây Ninh. 4-4. 10 điểm tới. 1-3 bóng chiếu gì rồi của cao thủ Tây Ninh. Đây là Lip Row. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Và Lip Row. 5-4. Lại là một pha hỏng vừa rồi của cao thủ Tây Ninh. 6-4. Bên kia là bác sĩ. 5-6. Cho bác sĩ phai bóng vừa rồi. Ối cơm. 5-6. Chưa biết ai sẽ vào bờ, ai sẽ ra bờ. Nhưng đây là trận đấu rất hay. 5-6. 6-6. Tới công chuyện rồi. Còn đây là 8 mẻn chủ sân. Đây là 8 mẻn chủ sân. Còn bộ xương dưới da. Quá khó chịu, quá hay. 7-6. Trận đấu đang cho nên rất hay, rất hấp dẫn rồi. Giữa cao thủ Tây Ninh và bác sĩ. 7-6. Đáng tiếc cho pha bóng gì rồi của cao thủ Tây Ninh. Tám sáu. Đang tiếp cho bác sĩ pha bóng gì rồi. Bóng ra ngoài. 7-8. Đây là đầu dò một bát ao. Một bát sang ngang nha các bạn. Đây là sân cầu tre Quyền Thoại, đường Lương Thế Vinh, hẻm 139, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 7-8. Rambi rambi. Quá khó chịu. Cặp dò của bác sĩ quá hay. Bác sĩ làm gì đây? Quá tuyệt vời cho bác sĩ phá bóng vừa rồi.
chín bảy, một pha phản công quá hay vừa rồi của bác sĩ. Chín bảy, mười điểm tới. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Mấy điểm bác sĩ? À xin lỗi các bạn, quýnh 12 các bạn ơi. 17. 12 điểm tới nha các bạn. 07. Còn đây là chị tôi bán ra mía. Chưa có chồng. Sắp làm bà ngoại rồi. Quá hay. Quá hay cho cặp chân của bác sĩ. Quá ghê. Cái giò lái quá ghê. Ăn đi. Quá hay. Cái giò lái quá tuyệt vời. Cái giò lái quá tuyệt vời vừa rồi của cao thủ Tây Ninh. Tám mươi. Đây là cao thủ mà Đại Lâm từng gặp tại sân của Lam Trang Bàng. 80. Quá khó chịu. Bóng ra ngoài. 90. Trận đấu đang trở nên rất căng thẳng nha các bạn. 90. Không thể đùa giỡn được với cao thủ của người Tây Ninh. 90. Hôm nay con cái đá vào lại hay lắm đó. Nó qua hoài á. Dò gà. Mời đeo. Mời đeo. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn rồi các bạn à. Đây có thể nói là cầu thủ đến từ Tây Ninh, gần nhà của Lam Trắng Bàng. Có những cú vò lái rất khó chịu mà đã Lam từng gặp trước đây. Không đeo. Quá khó chịu, bác sĩ quá hay. Bác sĩ quá hay pha bóng vừa rồi. 11-10. Có thể nói là trận đấu rất hay, rất căng thẳng giữa hai cầu thủ đến từ Tây Ninh và bác sĩ của Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 11-10. 11-10. 11-10. Trái cuối cùng. 11 đều các bạn ơi, trái cuối cùng các bạn sẽ biết gì đâu. Libro. 11 đều. Các bạn hãy chờ xem, đây là trái cuối cùng nha, 11 đều rồi. Trận đấu đang cho nên rất hay, rất hấp dẫn. Ai sẽ vào bờ đây? 11 đều. Quá hay. Chiến thắng thuộc về cao thủ đến từ Tây Ninh. 12-11. Trận đấu rất hay, rất hấp dẫn, kịch tính. Rất kịch tính. Các bạn thầy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quá hay. Trận đấu quá hay cho hai bên. Rất hay, rất tuyệt vời. Còn đây là bad boy. Boy bad.